Chào cô bác và chị lại quay trở lại với kênh của em Cây đại tướng quân hay còn gọi là cây náng hoa trắng Đây là cây thường được nhân dân ta sử dụng để điều trị các cái bệnh về đau nhức xương khớp, bong gân, chật khớp, chấn thương té ngã Hoặc là dùng để điều trị gây nôn, điều trị mụn nhọt, rắn cắn, sưng đau Cây đại tướng quân hay còn gọi là cây náng thì thuộc họ loa kèn Đây là một cây sống lâu năm, thân hành đây cái cây mà em trồng, đây có hai cây Cây này thì được cái là em thấy nó rất là hợp và nó chịu được ngập nha Bình thường cái chỗ này, bình thường nó mưa lớn nó bị ngập mà cây này thì nó vẫn phát triển tươi tốt như thế này Lá thì nó mọc từ gốc, so le đối xứng nhau Và cái cây thì nó cao khoảng hơn 1 mét như thế này Tất cả các cái bộ phận của cây đều được sử dụng làm thuốc Bác và anh chị có thể thu hái vào mùa hè thì nó mang lại cái dược tính cao nhất còn dùng tươi thì mình có thể dùng quanh năm. Đây, cái nhựa nó màu trắng khi mình bẻ ra như thế này. Dễ, thân, lá, hoa, hạt có thể dùng được, mình đều có thể mang phơi khô, dùng tươi hoặc là dùng khô, nấu thành cao, sắc uống hay bôi ngoài. Theo y học cổ truyền thì cây đại tướng quân nó có vị đắng, hôi, tính nóng, có tác dụng nhận tràng, long đờm, tán hàn, giải độc, tiêu sưng. Lá thì có tác dụng long đờm, hạt có tác dụng làm lợi tiểu, điều kinh. Bên cạnh đó thì cái cây nó còn có tác dụng thông huyết tán ứ giảm đau và tiêu sưng. Nhờ cái tác dụng này nên là nó có khả năng chữa các cái bệnh về đau nhức xương khớp, đau lưng khá là hiệu quả. Trồng cái cây này 2 năm và bây giờ thì mình cũng thu hái thì lâu lâu mình cần sử dụng thì mình chỉ cần cắt cái lá từ dưới trở lên thì mình lấy cái lá này để điều trị một số các cái bệnh về xương khớp như là mình bị té ngã nó thâm cái chân hoặc là nó bị bong gân, đau nhức xương khớp thì mình chỉ cần lấy khoảng hai cái lá lớn này, khoảng 2 đến 30 g rửa sạch, mình giã với một ít muối để ráo, sau đó thì mình hơ nóng đi rồi mình dùng cái một cái miếng rẻ hoặc là cái băng gạc á, mình quấn vào cái chỗ mà bị bong gân, bị đau nhức xương khớp làm liên tục một ngày hai lần như vậy trong vòng 3 ngày thì nó sẽ có tác dụng hiệu quả rất là đáng kể Ngoài ra thì cô bác và anh chị sẽ thấy đó là cái đau của mình ấy, có nghĩa là mình bị đau nhức ở trong xương ấy thì nó sẽ giảm khi mà mình chườm uh, mình xoa như vậy. Đại tướng quân theo Đông y thì nó quy vào kinh tỳ vị và phế. Cạnh cái công dụng theo y học cổ truyền thì theo y học hiện đại người ta cũng có rất nhiều những cái công trình nghiên cứu về cái loại dược liệu này. Nó có tác dụng làm giảm kỳ đại tuyến tiền liệt ở nam giới, phòng ngừa và điều trị cái sơ tuyến tiền liệt có tác dụng hỗ trợ điều trị đau răng, đau họng, viêm da, viêm da mủ, lở loét tay chân, chữa các cái bệnh về xương khớp, bong gân, chấn thương té ngã, điều trị ngoài da, rối loạn tiêu hóa, buồn nôn, khó tiêu. Bài thuốc để điều trị cái phì đại tuyến tiền liệt ở nam giới, mình có thể sử dụng cái cây đại tướng quân này 6g, cái đầu ngựa 10g, xạ đen 40g sắc với một lít nước và uống trong ngày liên tục trong vòng 1 tháng thì điều trị cái bệnh về nam khoa này khá hiệu quả. Thêm một bài thuốc nữa người ta dùng để điều trị cái trĩ ở bên ngoài khi mà trĩ ở bên ngoài ở cái độ nhẹ thì cô bác và anh chị có thể dùng cái cây đại tướng quân này 30 g đun với một lít nước và mình dùng để bôi rửa cái vùng hậu môn áp dụng cái biện pháp này liên tục trong vòng một tuần thì nó sẽ giúp co búi trĩ giảm đau nhức khá hiệu quả Ngoài ra khi mà bị bong gân sai khớp, cô bác và anh chị có thể dùng cái cây đại tướng quân này 10 lá kết hợp với lá bạc thua 8 g cây đơn đòn gánh 10 g mình dã nhuyễn và mình đắp vào cái chỗ mà bị bong gân đó, băng lại bằng gạc sạch mỗi ngày thì cô bác và anh chị thay gạc một lần, dùng trong khoảng 3 đến 4 ngày thì sẽ thấy cái tình trạng đau nhức và bong gân của mình nó được cải thiện và nó khỏi từ từ và khi ăn phải những cái đồ mà mình trúng độc hoặc là mình cần gây nôn thì mình cũng có thể sử dụng cái lá này thì cô bác và anh chị chỉ cần mình lấy cái lá này mình giã nát ra và mình uống trong vài phút thì nó sẽ gây nôn rất là hiệu quả. Ngoài ra mình có thể dùng ngoài để điều trị các cái à, ví dụ như là mụn nhọt, đinh mủ, rắn cắn, các cái bệnh ngoài da thì mình chỉ cần lấy cái lá này rửa sạch dã nát và mình đắp lên các cái vết da, cái vùng da cần điều trị. Thì đây là một cái phương pháp khá là hiệu quả và đơn giản. Khi bị đau lưng, đau nhức xương khớp, tụ máu bầm, sưng ngã, thì mình chỉ cần lấy cái lá này mình giã ra và thêm một ít muối hoặc là một ít rượu vào mình sao cho nó nóng lên và đắp lên cái chỗ bị đau thì cũng có cái tác dụng giảm đau nhanh chóng và hiệu quả cây này là một cây dược liệu lâu đời được dùng trong khá nhiều các cái bài thuốc phổ thông cô bác và anh chị có thể trồng nó trong vườn nhà để có thể sử dụng nhé cô bác và anh chị có nhu cầu mua đông trùng hạ thảo mật ong rừng nguyên chất Gừng đen và nhang quế sạch thì có thể inbox cái số Zalo em để phía dưới để ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.